Đã có hàng trăm đội hình đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống bão lũ. Các đội hình thanh niên tình nguyện trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng ở địa phương tổ chức hỗ trợ vận chuyển di rời tài sản để tránh thiệt hại, vật nuôi đến nơi an toàn. Đắp đê chống tràn bờ kè, hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản gần bờ sông và những nơi nước ngập dâng cao. Tiêu biểu như đoàn trường sư phạm kỹ thuật Hưng Yên huy động 200 thanh niên, huyện đoàn Văn Tang với 220 thanh niên, huyện đoàn Khói Châu gần 250 thanh niên, thành đoàn Hưng Yên huy động 350 thanh niên tham gia giúp dân tại những vùng ngoài bãi bị ngập sâu.